sao con? Hả? Chú hết rồi à? Ok, nói thầy nghe, nói đây các bạn ơi. Nói thầy cái hạt, cái cây là gì nào? Hạt này. Cái cây nào? Cái cây nào? The plant. Ok. Thế còn đất nào? Cái xẻo nào? Ok, sò hổ. Thế còn đám mây nào? The cloud, cloud. The cloud. Còn mưa nè. Rain. The rain. Thế còn cái hố. Hole. Thế còn cái xẻ. Shovel. Cái hạt nào. Seed. Ok, very good. Rồi đó. Yeah, ok. Ok, yeah. Rồi cho tới cho thầy nghe xem cái hạt là gì nào. Seed. The seed. Thế còn cái cây nào. Plant. Plant. Thế còn đất nào. Đất nào. Soil, cái hố nào? Hole. Cái xẻng nào? Shovel. Mưa là gì nào? Mưa. Là mây nào? Cloud. Thì bây thầy sẽ nói tiếng Anh, con nói tiếng Việt nhá. Ok, nào. The seed nào? The seed. The plant. The cây. The shovel. The xẻng. The hole. The hố. The rain. The cloud. Tám ơi. Bây giờ good high five. Yes. Okay. Now. Vậy là chuồng rồi, lên đi gặp thầy. Now. Okay, ra khai ra lên nhỉ. Come here. Okay. Bây thầy sẽ cái hạt nào? Hạt nào? Thì bây giờ thầy sẽ nói tiếng Anh nhé, còn tiếng Việt. The seed. Thưa cái cây nào? The plant. Đất nào? The soil. Cái xẻng nào? Shovel. The shovel. Cái hố nào? Hole. The hole. Mưa nào? The rain. The rain. Thế còn đám mây nào? Hả? The cloud. The cloud. Đây là tạm được. Đã bây giờ thầy dùng tiếng Anh nhé, còn tiếng Việt nhá. The seed. The hole. The hole. The shovel. The soil. The rain. The clouds. What is it? The clouds. Very good, bye bye. Good job. Okay, now. Thôi anh nhá. Nào, thế còn đọc với thầy cái hạt là gì nào? The seed. Cái cây nào? Cái cây. The plant. Very good. Còn đi đi. Thế còn đất nào? Đất nào? The soil. The soil. Very good. Ok, cái xẻng nào? The shovel. Cái hố nào? Đi đi. The hole. Mưa nào? The rain. Đám mây nào? Con đi đi. Cloud. Đám mây là the cloud. The cloud. Cloud, cloud. Rồi bây giờ thầy nói tiếng Anh nha, còn tiếng Việt nha. Thế the cloud là gì nhỉ? The rain. The rain. Rain. Yes. The shovel. The hole. The soil. The soil. The seed. The plant. Very good, high five. Good job. Nào bạn tiếp theo bạn nào nhớ lên tay kiểm tra nào, lên nào. Ngọc Linh như sao? Ngọc Linh như sao? Hả? Nào bên Ngọc Linh nhỉ? Con đi đi nào. Ngọc Linh nhỉ? Hạt là gì nào? Cái cây nào? Cái cây cơ mà. Plant, very good. Cái cây là gì nào? Plant. Đất nè. The soil. Cái xẻng nè. The shovel. Cái hố nè. The hole. Là mưa nè. Mưa.
mưa, hạt mưa nè. Được. Được. Rain. The rain, rain. Ok, the rain. Thế còn đám mây nè. Cloud, bây giờ thử nói tiếng Anh nhé, còn tiếng Việt nhé. Thế còn the cloud. The cloud. My very good. The rain. Các con đừng xóa bảng nhá. The rain. 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 Mưa, very good. The shovel. The soil. The seed. Very good. The plant. High five, good job. Ok. Nào, bạn tiếp theo nào. Bạn nào nào, sao con? Con được rồi đấy. Good. Con đúng không? Cho nói cho thầy nghe con thuộc những từ nào nè. Hả? À, cái hố là gì? Buổi trước nghỉ học đúng không? Buổi trước đi đâu con? Buổi trước đi đâu? Hả? À được rồi. Nào con đúng. Nào, thế con nhớ thì hôm nay học những từ điển. Cái hố là gì? The... Đọc lại thầy nha nè, cái hố này. The hole. The hole. Rồi, thế cái hạt là gì? The seed. The seed. Cái hố là gì nào? The hole. Hạt là gì nào? The seed. Cái cây là gì nào? Đúng rồi đấy. Nào. Plant. 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 Cái hạt là gì nào? The seed. Cái cây nào? Plant. Cái hố nào? The hole. Cái xẻng nào? The shovel. Shovel. Ô, thế còn cái hạt mưa này thì? The rain. The rain. The rain. Đám mây là gì nè? The cloud. Cloud. Ra khai nhớ, ra Linh ơi. Ra thầy nhờ này, ra Linh ơi. Ra Linh lên thầy nhờ. Còn ra khai. À, tiến hợp, Tuấn Hưng. Con ra ra Linh hỗ trợ lại thuộc lại những từ vừa học nhá. Ra Linh giúp thầy nè. Giúp đỡ bạn thuộc từ đấy nè. Nào, xin mời các bạn tiếp theo nào. Nào, bạn nào nữa nào. Nam Phương nào, ok. Nào, bây giờ nói cho thầy đất là gì nè. The soil. Cái cây nào. Ờ, con này đừng xóa nhá. Con này đừng xóa nhá. Cái cây nào. The plant. Đất nào. The soil. Đất xong mình cần cái gì thì mình đào nè. Cái xẻng là gì. The shovel. Có cái xẻng rồi thì mình sẽ đào được cái gì nào. Cái hố là. Hố là gì nào. The hole. Sau khi mấy hố rồi mình có cái gì nào. Cho cái gì vào trong hố. Hay là gì. The seed. Cái hạt nó sẽ cần cái gì nhỉ? Có cái gì nào? Hạt nó cần cái gì? Mưa là gì nào? The rain. À, đấm, à mưa nó xuất phát từ đâu nào? Trên trời là gì? The cloud. Thì là mây đúng không nào? The cloud. Very good. Thế còn cái cây là gì nào? Các con không xóa nhá, không xóa bảng nhá. Không viết bậy cái bảng nữa nhá. Nào. The plant. Bây giờ thử nói tiếng Anh nhá, còn tiếng Việt nhá. Ok. The seed. The plant. Okay. The soil. That. The hole. The shovel. Shovel. Very good. The rain. The cloud. Very good. High five. Good job. Now, xin mời bạn tiếp theo nào. Thanh Tùng à. Thanh Tùng thuộc những từ nào rồi? Hả? Ở trước nghỉ học không? Nào, học những từ nào rồi nào? Con này học, hôm nay con học những từ nào rồi? Hả? Học được những từ nào con? Cái hạt con biết chưa? Hạt là gì nào? The seed. À, thì cái cây là gì nào? Very good. Con đất là gì nào? Con ơi, đậu. Đất là the soil. Thế còn cái hố nè. The hole. Cái xẻng là gì nè. Ờ thế mưa là gì nè. The rain. Very good. The cloud.
là gì nào? The cloud là gì? Đám, đám gì? Đám mây. Thế còn mây là gì nào? The cloud. The cloud, very good, high five. A, B, thử nói tiếng Anh còn tiếng Việt nhá. The seed là gì nào? Là con này nè, oh, the seed là gì? Bầu, seed. Seed là hạt. Soil là gì? Đó, đó. The plant. Plant là cái? Cây. Cây, thế cái shovel là gì đây? Cái xe. Oh, thế còn nè, the rain là gì đó? Con nữa là the rain. Rain, hạt. The rain là gì? Hạt mưa. The cloud. Mưa đến từ đâu đây? The cloud. Very good. Yeah, good job. Nè, high five thật. High five. Nè, high five nào. Hai tay đâu, tay đâu. Nè, high five again, 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 again. High five nào. High five, good, ok. Và tiếp theo. À, được rồi, Tùng Lâm thuộc rồi à? Đã thuộc rồi. Buổi trước nghỉ học hôm nay thuộc á. Nhanh rồi, ok nào. À, hạt là gì nào? Hạt là... Soi á. Con đừng nhắc mạng nha, từ từ nha. Thì cái cây là gì nào? The plant. Rồi, thầy nào? The plant. 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 Không phải terrain à? Plant. 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 Very good, plant. Cái đất là gì nào? Đất là soil. Hố nào? Hố là... Con đi vệ sinh nha, tranh thủ đi vệ sinh nhiều nước nha. Chú ý vào học nha. Hố là gì nào? Hố là gì nào? The hole. The hole, very good. Thế cái xẻng là gì nào? Xẻng là... The shovel. Good job. Ok, từ từ đã. Hạt mưa là gì nào? The rain. Đấy, rất nhớ thế tốt rồi đấy. Nào, thế hạt mưa đến từ gì nào? Hạt mưa. The... Đến từ mây là gì nào? Cloud. Cloud. Good. Thế còn bây giờ nói tiếng Anh nha, còn tiếng Việt nha. The seed. The seed. Seed. Hạt. The plant. The plant. Cây. Cây. The soil. 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 Water. Oh. Đất. Đất. Good. Cái xẻng là gì đây? Okay, sorry. The shovel là gì nè? Shovel. Là cái xẻng. Hole là gì nè? Hole. Hole. Để mình cái gì mà mình cho cái hạt nó vào nhỉ? Hole. Không phải. Cái gì để mình thả hạt vào ấy? The hole. Phải. Mình cho hạt vào cái gì nào? Dưới lòng đất nào? A hố, đúng không? Các bạn xem nào. The hole. Hole, hố. Đúng không? Hole. Còn nào, the rain là gì? Hạt mưa. The cloud. Mưa. The cloud. Đám. Ok, thế rất tốt rồi đấy. Rồi, nào, phải. Good job. Nào, tiếp theo bạn Trung... Trung Kiên nào. Thầy chưa hỏi con đúng không? Nào, Trung Kiên nào. Thuộc chưa? Nào, nói thầy cái hạt mưa là gì nào? À, quên cái hạt mưa đi. Hạt mưa đi. Mưa là gì? Thì cái hạt trước đi. Cái hạt đi. Hạt, the seed. Cái cây là gì? Hả? The plant. Plant. Thế còn đất là gì nữa? Soil. Cái hố nào? Cái xẻng nào? Very good. Hạt mưa nào? The rain. Từ đây hơi khó nhớ loại thế nào? The rain. The rain. Thế còn đám mây nào? The... Con ra gọi là bạn Hiếu ở đây. The cloud. Con bảo các bạn vào trong lớp nào. Đám mây là gì nào? The cloud. Từ đây con hơi quên đúng không? Rồi nào. The cloud. The cloud. Cloud. Thầy ơi thầy. Cloud là đám mây nhá. Còn mưa là gì nào? Thầy ơi, lúc nãy bạn Hiếu và thầy lấy cái kia. Ấy là chân con. Con gọi các bạn vào đây để thầy xem nào. Nè, nó mưa rồi con. The rain. Rain. Rain.
Cô nói lại thêm 3 lần từ rain là mưa nè. Rain, rain, rain. Con đám mây nè. Cloud, cloud, cloud. Thế hỏi này, mưa là gì nào? Rain, mưa, mây là gì nào? Mưa nè. Mưa nè. Mưa, rain, mây nè. Very good. Cái cây nè. Very good. Bây giờ thầy sẽ nói tiếng Anh nha, còn tiếng Việt nha. The seed. The seed. The seed là gì nào? Seed. Seed. Hạt. The plant. Cái cây. Còn the soil. Hả? Con chờ thầy. The soil. Thế còn the shovel. Con chuẩn bị để thầy hỏi con về bài nha nào. The soil là gì nào? The shovel. Shovel. Cái hole. The hole. The rain. The rain. Rain là gì nào? Thầy vừa nói là rain. Rain. Mưa. Very good. The cloud. Very good. Thầy phải thầy. Yes. Nào nhớ đâu ra đây. Come here. Đất là gì nào? The soil. Sẻng nào? The shovel. Là mưa nào? Cái cây trước đi. Con ơi, bảo các bạn không nghịch cửa đâu con. Con ơi, nào mở cửa ra thầy, là không nghịch như thế nào, hỏng cửa đấy. Nào, 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 mở cửa cho thầy nào. Thế còn cái cây là gì? Con về chỗ nào. 1, 2, 3. Ok, good. Ok, nào. Mưa là gì nào? Thế còn cái cây đi. The plant, good. Đất là gì nào? Cái sẻng nào? Cái hố nào? Mưa là gì? The rain. Rain. Mưa là gì nào? Rain. Ba lần cho thầy. Rain. Rồi, cái mưa là gì nào? Rain. Là mây. The cloud. Cloud. The cloud. 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 Very good. Mưa là gì nào? Rain. Rain. The rain. Good. Mưa là gì nào? Rain. Là mây nào? Cloud. Là mưa nào? Rain. Mưa, mây nào? Cloud. Mây nào? Cloud. Mưa nào? Cloud. The oh, mưa. Rain. Rain. Cái hố nào? Hạt nào? Hạt nào? Cái hạt cơ mà, cái cây nào? Very good, high five, good job, rất tốt, rồi. Ok, bạn nào tiếp theo thầy chưa kiểm tra nào? Nào, ok, bạn nào? 1, 2, 3. Ok, sit down.